Tại sao phải nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu? Thật sự, sữa mẹ có nhiều lợi ích không? Nếu mẹ không có sữa thì phải làm sao? Cách cho bé bú như thế nào là đúng? Tất cả những băn khoăn này sẽ được giải đáp ngay sau đây. Mời các ông bố bà mẹ cùng theo dõi. Để biết được tại sao phải nuôi con bằng sữa mẹ thì chúng ta phải hiểu được lợi ích của sữa mẹ. Sữa mẹ được tạo ra ngay từ lúc đang mang thai. Sau khi em bé ra đời, với sự thay đổi của các hormone thì sẽ làm cho sữa được tiết ra ngoài. Sữa trong 7 ngày đầu được gọi là sữa non, rất giàu kháng thể, là một cái hỗn hợp màu vàng đặc. Trừ các trường hợp đặc biệt như là mẹ có bệnh lý không thể cho con bú, hoặc là tình trạng bé chưa ổn định, hoặc là quá non tháng, thì bất cứ em bé nào ra đời dù là sinh thường hay sinh mổ cũng cần được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn, bắt đầu tập bú ngay giờ đầu sau sanh. Bởi vì sữa mẹ có quá nhiều lợi ích cho cả mẹ và cho bé. Lợi ích đầu tiên đối với mẹ là việc cho bú sẽ giúp cho tử cung co hồi tốt, giảm tình trạng băng huyết sau sanh. Bởi vì động tác múc nắm vú sẽ giúp mẹ tiết ra một chất gọi là oxytocin, nó giúp tăng co bóp tử cung. Một lợi ích nữa là giúp cho mẹ giảm căng thẳng, đỡ đau hơn. Quan trọng là bú sữa mẹ đem lại nhiều lợi ích cho bé. Sữa mẹ có chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho con trong 6 tháng đầu đời. Đặc biệt, nguồn sữa non giàu kháng thể đã giúp cho con tăng sức đề kháng, phòng ngừa nhiễm trùng. Và sữa mẹ còn rất là dễ hấp thu, dễ tiêu hóa, hạn chế được việc ọc sữa. Bé bú sữa mẹ sẽ phát triển tốt, thông minh và tăng cân tốt. Bên cạnh đó thì việc được mẹ ôm trong lòng cho bú giúp bé an tâm, ít quấy khóc hơn, giúp giữ ấm cơ thể, tăng tình cảm mẹ con. Và cuối cùng thì cho con bú sữa mẹ mang lại sự tiện lợi, như là không cần pha chế, không cần bảo quản, có thể cho con bú bất cứ lúc nào con cần, tiết kiệm tiền mua sữa. Trường hợp nếu mẹ chưa có hoặc có quá sữa thì phải làm sao? Đúng là không phải mẹ nào mới sanh cũng có sữa ngay. Đặc biệt là sanh mổ thì sữa càng xuống chậm hơn vì sanh mổ mất máu nhiều hơn. Sản phụ phải chịu đau nhiều và có khi không được gần con sớm, cho nên tiếng sữa chưa được kích hoạt tiết ra. Nhưng không phải là không có cách nhé các bạn. Khi mà mình chưa có sữa thì các bạn khoan vội cho con bú sữa bình, mà hãy áp dụng những cách sau đây trước. Cho con bú sớm, liên tục, đủ cữ, bởi vì động tác múc nắm vú sẽ kích thích tiết sữa. Uống nhiều nước, trên 2 lít một ngày, càng nhiều càng tốt. Ngủ đủ giấc, ăn uống dinh dưỡng, có tinh bột, có thịt cá, có rau, trái cây. Dùng thuốc giảm đau nếu đau. Vì khi đau vết thương hoặc đau do tử cung co bóp thì người mẹ sẽ cảm thấy rất khó chịu, mệt mỏi, có cảm giác không muốn bồng con, không muốn cho con bú nữa vì sợ đau. Và khi tinh thần không được tốt thì sẽ ngăn cản việc phóng thích các hormone tạo sữa và tiết sữa. Cho nên phải được giảm đau thật tốt và tâm trạng phải thật thoải mái. Và bên cạnh đó có một cách hỗ trợ nữa, đó là kỹ thuật massage bầu vú để giúp thông và tăng tiết sữa. Massage còn giải quyết được vấn đề căng tức hoặc là tắc tuyến sữa. Và bạn sẽ được thực hiện kỹ thuật này tại khoa bởi các kỹ thuật viên đã được đào tạo. Nếu sau khi đã áp dụng đủ mọi cách mà vẫn hoàn toàn chưa có sữa thì các bạn hãy báo ngay cho nhân viên y tế để có hướng giải quyết tốt nhất. Cơ thể mỗi người thì khác nhau, có sữa sớm hay muộn, sữa ít hay nhiều, nên các bạn không cần phải quá căng thẳng cho việc này đâu nhé. Sau khi các mẹ đã có sữa rồi
thì các mẹ cần phải biết cách cho em bé bú đúng nữa. Các bạn sẽ làm theo hướng dẫn sau đây nhé. Cả ngày lẫn đêm thì chúng ta sẽ cho bé bú từ 8 đến 12 cử, cứ 2 đến 3 tiếng. Các bạn cho bé bú một lần, mỗi lần kéo dài 15, 20 đến 30 phút tùy theo nhu cầu của bé. Trước và sau khi cho bé bú thì phải lau sạch bầu bú, nên cho bé bú hết một bên rồi mới chuyển sang bên kia. Nếu còn sữa nhiều thì có thể vắt bỏ sau khi cho bé bú xong để tránh việc cương tức tuyến sữa. Có 4 tư thế thường cho bé bú. Thứ nhất là tư thế bắt chéo, rất tốt khi trẻ rất nhỏ ngậm bú khó khăn. Thứ hai là tư thế bế ẵm. Đây đến 30 phút để bé ở hơi rồi mới đặt bé nằm xuống. Bởi vì dạ dày em bé không như người lớn, nó nằm ngang cho nên là nó dễ bị ọc nếu mà mới bú no mà cho nằm xuống. Như vậy là các bạn vừa được xem những hướng dẫn cơ bản về việc nuôi con bằng sữa mẹ. Cần biết thêm thông tin hay gặp khó khăn gì liên quan, các bạn vui lòng liên hệ nhân viên y tế tại khoa để được tư vấn thêm. Chúc các ông bố bà mẹ nuôi con chóng lớn và khỏe mạnh. Xin chào.